Xin chào các bạn và toàn cộng đồng thân yêu chúng ta nhé. Hôm nay, tôi lại xin chia sẻ cho các bạn và cộng đồng thân yêu chúng ta về 12 cử chỉ nhiều người vẫn làm hàng ngày khiến bạn trở nên kém duyên trong giao tiếp nhé các bạn. Ai trong chúng ta cũng đều muốn bản thân trở nên cuốn hút hơn, hấp dẫn hơn trong mắt người khác. Tuy nhiên, 12 cử chỉ tư thế dưới đây là những sai lầm chúng ta vẫn dễ mắc phải hàng ngày. Khiến bản thân mất điểm trong giao tiếp. Ngôn ngữ cơ thể đã xuất hiện rất lâu trước khi mỹ phẩm và trang phục ra đời. Ngôn ngữ cơ thể là một cách giao tiếp theo bản năng và có ảnh hưởng lớn đến cách người khác nhìn nhận và đánh giá chúng ta như thế nào trong khi nói chuyện. Chúng ta có thể bị cuốn theo những cảm xúc nhất thời, song bạn nên để ý để tránh 12 cử chỉ tư thế dưới đây, giúp bản thân trở nên lịch sự và duyên dáng hơn nhé các bạn. 1. Chắp tay sau lưng. Khi bạn đặt tay sau lưng, một tay nắm lấy tay kia như trong ảnh trên, người đối diện dễ cảm thấy bạn đang thể hiện thái độ tiêu cực. Hầu hết chúng ta làm động tác này mỗi khi tức giận hoặc khi tâm trạng tệ, vị trí nắm càng cao càng thể hiện thái độ không hài lòng của bạn đối với người khác nhé. 2. Đứng bắt chéo chân. Việc đứng bắt chéo chân ám chỉ rằng bạn thực sự không hoàn toàn tin tưởng vào những gì mình đang nói, nếu tay bạn lại đút vào túi quần khi trò chuyện. Rất có thể sẽ chẳng có ai chú ý vào lời nói của bạn, thói quen đút tay vào túi quần thể hiện rằng bạn đang cố che giấu sự lo lắng của bản thân. Tuy tư thế này còn mang nhiều hàm ý khác nhau, song trong hầu hết các trường hợp chúng ta thường bắt chéo chân và giấu tay vào túi quần khi cảm thấy lo lắng nhé các bạn. 3. Hai bàn tay đan chặt. Đặt trên bàn, cử chỉ đan chặt các ngón tay vào nhau thường khiến người đối diện không cảm thấy sự thân thiện. Cử chỉ này có thể khiến người khác hiểu rằng bạn đang ngụ ý. Chuyện này khá nghiêm trọng đấy, có lẽ tôi sẽ không dính dáng đến đâu, nhé. 4. Hai tay đan chặt và nâng cao. Hai bàn tay đan chặt vào nhau và đặt ở vị trí cao hơn là một phiên bản khác của tư thế số 3, song với mức độ nghiêm trọng hơn, bàn tay càng được đặt cao. Điều đó càng chứng tỏ bạn không muốn dính líu, liên quan đến vấn đề đang được nói tới. 5. Gù lưng. Tư thế gù lưng không chỉ có hại cho sức khỏe mà nó còn cho thấy rằng bạn đang cảm thấy lúng túng, không hài lòng với cuộc sống, vô vọng. Dáng đi lê bước chân cũng có ý nghĩa tương tự như vậy. Để đảm bảo sức khỏe và cải thiện tâm trạng của mình, hãy thay đổi tư thế bằng cách đứng thẳng lưng và nhấc chân cao, không lê bước khi đi lại. Mẹo nhỏ này chắc chắn sẽ giúp bạn trông đẹp hơn, tự tin hơn việc mặc một chiếc váy mới đấy. 6. Cười gượng gạo. Với khá nhiều người, việc nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đã trở thành một thói quen, bạn nghĩ dù gì có cười cũng sẽ hơn là không, song trong mắt người đối diện. Nụ cười này dễ mang hàm ý mỉa mai nhiều hơn, hãy trao cho nhau những nụ cười thoải mái và chân thành, điều này sẽ giúp ích bạn có thêm nhiều bạn bè thân thiết hơn. 7. Tay hướng về phía người nói chuyện cùng. Giả sử như bạn đang nói chuyện và ngồi đối diện với người kia, đừng đặt tay hướng về phía người đó. Dù không có nhiều người nhận ra dấu hiệu này, song bạn vẫn nên cẩn thận mỗi khi làm. Cử chỉ này có hàm ý như bảo đối phương đừng nói nữa hay bạn không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này. Điều này có thể vô tình khiến bạn trở nên thiếu tế nhị và bất lịch sự khi giao tiếp với người khác. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn đặt tay hướng về phía trước vì muốn nắm tay đối phương thì cử chỉ này hoàn toàn không có vấn đề gì. 8. Chống tay lên hông. Tư thế chống tay lên hông được chúng ta dùng khá thường xuyên khi không biết nên đặt tay ở vị trí nào, tuy nhiên, tư thế này lại khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Cho rằng bạn khá hung hăng, có ý như, bạn muốn nói gì với tôi, dù là gì thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu, điều này khiến bạn khó có được sự tin tưởng khi giao tiếp cùng người khác. 9. Chỉ ngón tay cái ra hướng khác. Đây có lẽ là cử chỉ rất quen thuộc đối với mỗi chúng ta, chỉ ngón cái đến vị trí nào đó sau lưng người khác. Động tác này thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người khác, nó khiến người đối diện hiểu rằng bạn đã biết mọi thứ và có vẻ không quan tâm đến cuộc trò chuyện. 10. Hai bàn tay nắm chặt. Cử chỉ tay này vô tình tiết lộ sự căng thẳng và sợ hãi mà bạn đang cảm thấy, bạn đặt tay ở vị trí càng cao, điều này chứng tỏ bạn càng căng thẳng nhiều.
những người xung quanh có thể cảm nhận bạn đang sẵn sàng để phản kháng lại hoặc tự vệ, đây là điều bạn đặc biệt cần tránh trong những sự kiện lớn như đàm phán hay tham gia ký kết hợp đồng. 11. Lấy tay che miệng. Trong khi nói chuyện, bạn không nên dùng tay che miệng vì điều này có thể khiến đối phương nghĩ rằng bạn đang giấu họ một điều gì đó. Chúng ta có xu hướng vô tình chạm tay vào môi khi nói dối, chính vì thế không nên để người khác hiểu nhầm lúc bạn nói chuyện và dùng tay che miệng bên cạnh đó. Cử chỉ này cũng khiến người trò chuyện cùng khó nghe và hiểu lời nói của bạn, không ai muốn phải liên tục nhờ bạn nhắc lại lời nói để họ có thể nghe rõ hơn. 12. Chỉ ngón tay về phía người khác. Chúng ta thường dùng cử chỉ này khi muốn thuyết phục hay kiểm soát ai đó, tuy nhiên, hiệu quả mà cử chỉ này đem lại hoàn toàn ngược với những gì bạn muốn. Phần lớn mọi người đều không thích bị ép buộc. Bí quyết để trở thành một người hấp dẫn trong giao tiếp chỉ đơn giản là hãy quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác một cách tinh tế. Khi cơ thể càng thể hiện sự thoải mái, cởi mở, bạn sẽ càng dễ dàng tạo ấn tượng tốt trong mắt người khác, hãy cải thiện dáng đứng bằng cách mở rộng vai và thả lỏng hai tay. Bạn sẽ nhận thấy được những cải thiện tích cực trong giao tiếp khi bản thân trở nên tự tin hơn thế, ngôn ngữ cơ thể cũng sẽ tác động đến tâm trạng của bạn đấy.